cần. Ok. Hello, xin chào mọi người, và Koska đã quay trở lại rồi đây. Và trong thử thách lần này, Sky sẽ đặt ra đó chính là 500 reps tập squat và lunge tại nhà. Thử thách này chúng ta sẽ không cần bất kỳ dụng cụ nào, chỉ cần body weight, chính trọng lượng cơ thể của chúng ta. Ok, và bài tập đầu tiên là một bài tập khá là căn bản, đó chính là bài squat. Chúng ta hãy cùng tập với Sky nha. Mở hai đầu gối sang hai bên, rồi từ từ hạ xuống nè, lên bằng mông giúp Sky. Một, đó, lên bằng mông và gồng mông lại giúp Sky. 3. Các bạn có thể tập theo hiệp giúp Sky nha. 5. 6. Mở hai đầu gối sang hai bên, lên. 7. Thở. 8. Chúng ta hãy ráng hít hơi bằng bụng nha. 9. 10. Ok, tiếp tục. 1. 12. 13. Ráng lên các bạn ơi. 15. Tốt. 16. 8. Cầm mông chặt ra. 20. Đúng rồi, tiếp tục nha. 21. 22. 23. Các bạn có cảm thấy cái mông mình nóng lên chưa? 24. 25. Gồng mông. 26. Đó, khi mà các bạn tập này, cái phần mông của chúng ta gồng rất là nhiều luôn. Lưu ý là nếu như bạn nào mà bị đau đầu gối á, các bạn hãy mở hai đầu gối sang hai bên nha. Đó, các bạn sẽ đỡ hơn. 30. Yeah. Nửa đường rồi, 20 cái nữa. Ok, tiếp tục. 1. 22. 23. Mỏi quá. 24. Mới xếp đầu mà đã mỏi rồi. 25. 26. Ráng gồng mông lên. 3. Các bạn giữ hơi các bạn. 5 cái nữa. 4 tiếp. 3. 2. Mông mông. Gồng mông chắc vào nha bạn ơi. Ok. Rồi. Ok, bài tập tiếp theo là một cái dạng biến thể của lunge. Chúng ta sẽ bước đầu gối tới trước, đồng thời hạ đầu gối xuống một cái góc 90 độ. Đó, sau đó chúng ta sẽ đi lên và tiếp tục hạ người xuống và đạp lên. Chúng ta sẽ cảm nhận vào phần đùi sau và phần mông dưới của các bạn nha. Đây, phần này nè các bạn. Và các bạn sẽ làm mỗi bên 25 cái cho Sky nha. Ok, bắt đầu nào. 1 2 4. Ráng đi thẳng vào cái đầu gối góc 90 độ giúp Sky. Đó. 7 8 9 10 15 cái nha. 1, 12, 13, 4, đúng không? Ok, cảm nhận phần đùi sau và mông hoạt động rất là nhiều. Rất là mở rồi các bạn ơi. Ok, bên này tiếp tục. Hít sâu. 1, 2, 4, 5, 6. Cảm nhận nha các bạn ơi. 7, 8, 9, 10, 5 cái nữa. 4, 3, 2, đúng không? Ok, thầy chống tay vào không nha Sky. 10 cái cuối cùng. 1, 2, 5, đáng lên. 6, cảm nhận mông cháy luôn. 8, 9, ok, bước vào đó các bạn ơi. Ok, đổi bên, đôi cái. 1, 2, 3, 4, 5, 2, cảm nhận máu chảy các bạn ơi. Thì cuối cùng, ok, tốt. Ok, một bài tập tiếp theo thì nó tương tự squat, nhưng mà các bạn sẽ khép hai phần đầu gối lại sát với nhau, như vậy ha. Rồi, các bạn nhìn Sky này, khép lại như vậy. Rồi, từ từ hạ người xuống cho Sky.
3 1 2 3 Ráng cảm nhận vào máu luôn. Ok, tiếp tục. Cảm nhận vào cái phần má mông bên này nè bạn. Sao? Oh my god. Rất mỏi đó các bạn ơi. Bốn, hai bốn, hai năm, hai sáu, hai bảy. Wow, bài này rất là mong luôn. Làm hết cái phần vùng mông, cơ mông dưới này các bạn, những cái cơ mông lớn này. Còn 20 cái nữa. Ok, đánh lên. Tiếp tục. 36 37 38 39 cái đấy. 40 10 cái nữa. Lên bằng mông, hai cái cuối cùng. Đồng, ok. Các bạn có thấy mông mình phồng lên rất là nóng luôn các bạn ơi. Trai cảm thấy như là cái hai cái phần mông mình muốn rớt ra luôn á. Và bài tập thứ tư thì rất là đơn giản, thì chúng ta đã thực hiện lunge bước chân về trước rồi, bây giờ thì các bạn sẽ bước chân ra sau và nhún thôi. Đầu với Sky nha. Các bạn nhớ xuống vuông góc nha. Các bạn nhìn nè. 7 đúng rồi. Ok, mình tiếp tục xem cái. Làm mỗi bên 10 cái, xong chúng ta đổi bên. Lên bằng mông. Bạn có thể lấy tay để chạm vào mông mình để mà tăng cái độ cảm nhận cơ ha. Đây là cái cách mà Sky hay tập những cái bài deadlift, những cái bài mà tác động vào mông nhiều á, thì Sky hay dùng cái tip đó để mà Sky cảm nhận mông tốt hơn. Ok, tiếp tục các bạn ơi. Bước trước nha. 1 15 cái nữa. 2 3 4 5 cháy mông. Ok. Wow. Ok, tiếp nha các bạn ơi. Chạy cái này, hiểu được. Hiểu là cái. Giữ thăng bằng. Ok. Wow. Mông rớt ra ngoài chưa? Ok, bài tập tiếp theo sumo squat. Ok, các bạn sẽ đưa chân rộng ra. Đó, ban hai chân rộng ra, mỗi bàn chân chết ra ngoài, mở hai đầu gối ra, từ từ hạ người xuống ha. Bài này sẽ bắt đầu vào mông và vùng đùi sau của chúng ta. Ok, 20 cái trước nha. Oh my god, xịu rồi. 10 cái nữa. 2 3 4 Đáng lên các bạn ơi. 5 6 7 8 Oh my god, 9 lên bằng mông nha các bạn ơi. 10 Rồi, sai quay lên đây ha.
và lại tiếp, lại tiếp các bạn. Đến lên, đến thở, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, đến lên, 15 thế được, 2, 3, 4, đến lên, 5, 6, 7, ok, mệt quá, 8, 9, 10, 5 cái nữa bạn ơi, 5 cái nữa thôi. 5, 4, 3, 2, cái cuối cùng. Yeah, ok, wow. Ok, bài tiếp theo thì các bạn sẽ bước một chân sang ngang. Đó, rồi hạ nửa phần thân người qua bên đây. Và nhúng, 1, kết thúc. Rồi, cảm nhận nguyên cái phần mông và đùi sau hoạt động này. Phần mông trên luôn các bạn. Đó. Đó, như vậy các bạn ha. Ok, rồi bắt đầu. Ráng đừng có đẩy cái phần đầu gối về trước nha. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tốt, 5 cái nữa. 4, gầm mọc, 3, 2, cuối cùng, okay. Đợi bên nha các bạn, okay. Một, các bạn có thể đưa tay gầm mọc để cảm nhận tốt hơn. 4, 5, 7, 1, 2, 1, 1. Ok, cái bị thiếu cái khăn rồi, mồ hôi quá trời luôn. Ok, còn 10 cái nữa mỗi bên. Bắt đầu nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anh ơi, 8, dồn nửa thân người về. 9, 10, hả? Dồn về đâu? Tập bên đó nha các bạn ơi. 2, 3. Các bạn có thấy cái mông của Sky chạy không? 4, 5, 6, 7. Cảm nhận mông nha. 8, 9. Tập cái nào? Chúng ta phải cảm nhận mông cái đó. Ok, tốt lắm. Sky cũng mệt lắm nhưng mà các bạn hãy cố lên. Chúng ta còn 4 bài nữa thôi, khoảng 200 reps nữa thôi là xong rồi. Ok, uống nước nha. Ngày xưa uống nước. Bài tiếp theo là chúng ta sẽ đi sang hai bên và squat một cái. Các bạn hãy làm với Sky nha. Rồi, các bạn sẽ bước một chân sang một bên và squat và thu cho nó về. Rồi bước qua lại và squat một cái. Đó, như vậy nha các bạn. Thì chúng ta sẽ làm 50 reps. Ok, bắt đầu với Sky nha. 1, 2, 3, 4, 5. Cảm nhận mông. 6, hít sâu lên thở. 7, 8, 9, ôi, nó nghe nha. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu với, ok, 15 cái cuối. Squat. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, tiếp tục. 5, 4, 3, cảm nhận mông nha các bạn ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91,
Ok, quá mệt. Bài và cuối cùng thì chúng ta sẽ qua cái bài đá mông này nè. Sky chắc chắn là các bạn sẽ cảm thấy là cái phần mông trên của chúng ta được căng và tròn rất nhiều luôn các bạn. Chúng ta hãy cùng 3 hiệp cuối cùng của chuỗi 500 reps squat và lunge ngày hôm nay. Ok. Rồi, các bạn hãy ứng ngược lại cho Sky nha. Rồi, chúng ta sẽ tập kickback trước. Rồi, thu đầu gối về và đá lên cao. Xiếp mông lại. 1 2 Xiếp mông. 3 4 5 Cảm nhận mông trên nha các bạn. 6 7 8 9 10 11 Nặng cái nữa đúng không? 25 cái nữa. 25 cái nữa. Ok. Nguyên cái phần mông này hoạt động. Phần mông trên chúng ta. Ok. Tổ chân. Đá. 1 2 3 lên thở nhé các bạn ơi. 2 3 3 3 3 2 3 19 20 21 22 đáng lên 23 24 bốn mộng. Oh my god. Còn hai bài nữa thôi, đáng lên các bạn ơi. Ok. Ok, bài tập tiếp theo các bạn sẽ đá đầu gối sang ngang. Và nhớ là đá cao chút xíu và lúc xuống xuống chậm là giúp Sky nha. Bài này phải có tác động vào cái phần mông luôn các bạn. Ok. Chúng ta đến với những cái bài cuối cùng rồi nên là các bạn ráng nha. Ok, đứng ngược ra. Đá. 1 2 3 4 5 6 7 8 Háng lên. 9 10 11 12 13 14 15 đi xuống và giữ ở vị trí đó là chúng ta sẽ nhúng lên nhúng xuống. Ok, 50 reps. Ok, bắt đầu chưa? Ok, mở hai đầu gối sang hai bên. Ok, squat xuống. Rồi, nhúng lên up. 1, 2, cảm nhận mông các bạn. 3, 4, cái bài cuối là cái bài kinh khủng. Xiết mông này các bạn ơi. Các bạn nhìn nhìn cái mông của Sky này. 1, thấy không? 2, hai mươi cái nữa. Ok, hai mươi cái cuối cùng.
Ok. Ok. Ok, vậy là xong rồi các bạn ơi. Quá mệt luôn. Sau khi chúng ta hoàn thành xong 500 reps squat lunge kickback thì đùi chân nó mỏi rã rời rồi, thì chúng ta sẽ làm vài động tác stretching để mà giãn cái cơ ra ha. Ok. Các bạn nắm một chân ha, kéo lên, căng cái phần đùi trước ra. Phải nói là cái đợt dịch này rất là nặng, cho nên là mỗi bản thân chúng ta phải biết bảo vệ mình. Okay, tập ở nhà cũng là một cái ý tưởng rất là hay, bởi vì không cần đến phòng tập, chúng ta vẫn tập rất là tốt và có rất là nhiều bài để mà train cho cái nhóm cơ mông, để mà chúng ta tập mông đùi rồi các bài thân trên đều có các bạn ha. Quan trọng là chúng ta có ý thức tập và ăn kiêng thì các bạn sẽ đạt được cái body mà các bạn mong muốn. Ngồi xuống xíu, căng nè, stretching nè, giãn cái phần cơ đang mỏi nè. Ok, xong. Ok, vậy là rất là cảm ơn các bạn đã tham gia thử thách 500 reps squat, lunge và kickback của Sky, và hy vọng rằng các bạn sẽ luyện tập tốt và sở hữu một vòng bàn rất là sexy. Nếu mà các bạn đã hoàn thành cùng với Sky xong rồi thì các bạn có thể comment những cái cảm nhận của buổi tập ngày hôm nay ha, để mà Sky có thể có những cái kinh nghiệm cũng như là có những cái ý tưởng cho những cái vlog tiếp theo. Ok. Và nhớ follow Sky tại Instagram Sky Fitness Coach. Hoặc là các bạn có thể lên trang web skyfitnesscoach.com để xem những cái khóa học cũng như là thông tin về các khóa online coaching mà Sky đã chia sẻ ở đó. Ok, và xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau nha. Ok, bye.